Chỉ trong vòng 4 thập niên vừa qua, tình trạng ô nhiễm không khí đã được xác định là có liên quan đến khoảng 135 triệu ca tử vong sớm trên toàn thế giới. Đây là kết quả của nghiên cứu vừa được Đại học Công nghệ Nanyang tại Singapore công bố. Theo đó, thì nghiên cứu chỉ ra rằng các hiện tượng thời tiết như là El Nino đã làm gia tăng nồng độ chất ô nhiễm trong không khí lên mức nghiêm trọng. Trong đó, bụi mịn PM2.5 đến từ khói cháy rừng hay báo bụi và khí thải v.v. được cho là tác nhân chính liên quan đến những ca tử vong sớm. Bên cạnh đó, các bệnh lý như là tim mạch, bệnh phổi, ung thư. Theo nghiên cứu, tử vong sớm là các trường hợp tử vong xảy ra sớm hơn so với tuổi thọ trung bình do các nguyên nhân có thể phòng ngừa được hoặc là điều trị như là bệnh tật hoặc là yếu tố môi trường. Trong đó, thì châu Á ghi nhận số ca tử vong sớm cao nhất do ô nhiễm bụi mịn với hơn 98 triệu người. Người dân ở các tiểu bang miền Đông nước Mỹ đang chứng kiến một hiện tượng tự nhiên mà các nhà khoa học cho rằng chưa từng thấy trong hơn 2 thế kỷ qua. Nguyên nhân là số lượng ve sầu nhiều đến bất thường là do hai loại ve sầu Bruce 13 và Bruce 17 vốn chỉ xuất hiện sau chu kỳ 13 hoặc là 17 năm thì nay lại xuất hiện cùng một lúc. Sau nhiều năm ẩn sâu dưới lòng đất thì hàng nghìn tỷ ấu trùng ve sầu đang trồi lên với số lượng chưa từng thấy. Loài ve sầu ẩn náu này chỉ được tìm thấy ở miền Đông nước Mỹ và một số nơi khác trên thế giới. Lượng ve sầu nhiều khổng lồ khiến cho cư dân phải chịu tiếng ồn chói tai, còn to hơn cả tiếng máy cắt cỏ từ sáng sớm cho đến hết mùa mà chúng giao phối. Nhiều khả năng là ve sầu sẽ tụ lại ở vùng rừng và khoảng cây xanh đô thị gần nơi chúng chui ra. Sự xuất hiện kép năm nay sẽ kết thúc vào tháng 7. Các nhà khoa học khuyến nghị nên để mặc đàn ve sầu bởi chúng có lợi cho sinh thái, không cắn hay đốt và không truyền bệnh. Người dân tại Ấn Độ vẫn đang phải trải qua đợt nắng nóng chưa từng có kéo dài gần một tháng qua với mức nhiệt độ có lúc chạm mốc 50 độ C. Nắng nóng gay gắt và thường xuyên đã khiến cho mọi hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn hơn và trẻ em tại đây thì rơi vào cảnh là thiếu chỗ vui chơi. Các công viên và sân chơi này đều vắng tanh kể từ khi nhiều nơi tại Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C. Kỳ nghỉ hè của trường học tại Ấn Độ bắt đầu từ giữa tháng 6 đến tháng 7. Do đó, các bậc cha mẹ thường đăng ký cho con tham gia chạy hè hoặc khuyến khích con học một môn thể thao mới để tận dụng thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, năm nay họ đã khó lựa chọn hơn do điều kiện nắng nóng gay gắt bao phủ cả nước. Chúng tôi cũng động viên bọn trẻ tìm hoạt động trong nhà để chơi, nhưng làm gì có mấy lựa chọn. Rồi chúng lại chỉ có điện thoại và TV để giải trí thôi. Bây giờ còn đang là kỳ nghỉ hè nữa, nên bọn trẻ cũng không phải tới trường hay làm bài tập về nhà. Thế nên chúng cứ vùi đầu vào chơi điện thoại và xem TV, khá là lo ngại. Không khí không có hơi ẩm làm nhiệt độ tăng cao và khiến việc hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Nhiệt độ cao khiến lũ trẻ vã mồ hôi nhanh hơn. Chúng cũng không muốn ra ngoài trời chơi vì sẽ mất nước nhanh khi tiếp xúc lâu với nắng nóng. Mọi năm thì con trai tôi hay đi bơi, nhưng giờ nóng quá nó cũng không muốn ra ngoài đi bơi nữa. Cơ quan thời tiết Ấn Độ cho biết đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay, kéo dài suốt 24 ngày qua. Đồng thời cảnh báo thời tiết sẽ ngày càng nóng bức hơn và gây hậu quả dữ dội hơn trong tháng tới nếu không có các biện pháp phòng ngừa. Do đó, giới chức nước này đã liên tục khuyến cáo người dân nên ở trong nhà nhiều nhất có thể và nên bổ sung nước ngay cả khi không thấy khát.